Từ đầu năm đến nay, Ba Sát đón trên 100.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt gần 125 tỷ đồng, vượt trên 23% kế hoạch. Ba Sát tiếp tục đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh lộ 156, 158, một số tuyến tới các điểm du lịch và đường nông thôn mới. Phối hợp với dự án Great triển khai cắm 65 biển chỉ đường du lịch, biển thông tin và nội quy một số điểm du lịch trên địa bàn. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được quan tâm, trong năm đã xuất bản và lưu hành bản đồ du lịch huyện Bát Sát, xã Y Tý và bản đồ thôn Trọn Thèn. Tờ gấp quảng bá du lịch, xây dựng trang web du lịch Y Tý. Nhiều sự kiện văn hóa lễ hội cũng được địa phương tổ chức tạo điểm nhấn thu hút du khách. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng phát triển. Riêng xã Y Tý hiện có 27 cơ sở đáp ứng nhu cầu của du khách.